Tiêu Chiến bị diễn viên vùng biển trong mơ ấy vạch trần bộ mặt thật. Hóa ra Tiêu Chiến ở ngoài đời là người có tính cách thế này đây. Vừa là đỉnh nữ hàng đầu showbiz, lẽ dĩ nhiên bất kể mọi hành động phát ngôn dù lớn hay nhỏ của Tiêu Chiến cũng đều được dân tình đặc biệt quan tâm và để mắt. Ngoại trừ sự kiện 227 bắt nguồn từ hành động thiếu suy nghĩ của fan khiến danh tiếng của sao nam Trần Đình Mạnh bị ảnh hưởng, thì chưa bao giờ dân tình nghe thấy bất cứ một phút nào liên quan tới nhân cách của anh. Không chỉ riêng người hâm mộ mà ngay tới cả những người trong ngành đã từng hợp tác làm việc chung với Tiêu Chiến đều tán thưởng phẩm cách, thái độ làm nghề của anh. Một bài viết nhắc về Tiêu Chiến mới đây trên mạng đang thu hút nhiều sự chú ý. Theo giới thiệu, người đăng bài chính là diễn viên quần chúng tham gia đóng phim Vùng Biển Trong Mơ. Đây là lần đầu tiên tôi xem một đỉnh lưu đóng phim nên cũng không thể so sánh được, nhưng thái độ làm việc của anh ấy khiến tôi xấu hổ vì diễn xuất kém cỏi của mình. Tôi thực sự có thể cảm nhận được đam mê của anh ấy dành cho công việc. Lúc ở trên sân băng, chúng tôi quay phim gần như cả ngày. Tiêu Chiến chưa bao giờ lấy điện thoại ra chơi, cho dù là chờ đến lúc cảnh quay. Anh ấy cũng chỉ giao lưu và trò chuyện với các diễn viên khác xung quanh. Tôi hầu như không nhìn thấy Tiêu Chiến cầm kịch bản trên phim trường. Chắc chắn anh ấy đã có sự chuẩn bị sẵn ở nhà. Nói chung tôi cảm thấy Tiêu Chiến thực sự là hình mẫu làm việc, yêu việc nấy và chuyên tâm làm việc. Người này viết, dù chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn nhưng có thể thấy người diễn viên này rất có hào cảm với Tiêu Chiến, không tiếc dành cho anh lời khen ngợi. Bên cạnh năng lực chuyên môn, nhan sắc của Tiêu Chiến cũng có sức sát thương lớn, khiến các diễn viên trong đoàn đổ rần rần, bao gồm cả những người đảm nhận vai quần chúng. Phần thể hiện của Tiêu Chiến trong Vùng Biển Trong Mơ ấy đang được đánh giá cao, diễn xuất không chỉ lên tay thời Trần Đình Lệnh mà còn có hồn và cực kỳ cảm xúc. Vốn là tay ngang vào nghề nhưng kỹ năng của Tiêu Chiến quả thực không thua kém bất cứ một diễn viên chuyên nghiệp nào. Đây hoàn toàn không phải là một dạng may mắn mà là cả quá trình dài phấn đấu, kiên trì, nỗ lực.